Ok, hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của Chun. Yeah, thì hôm nay Chun sẽ có một cái này khá là thú vị cho anh em xem và chỉ dành cho anh em nào chơi Battlegrounds. Yeah. Và cái này sẽ liên quan đến mod ở trong Battlegrounds. Đây, thì hôm nay Chun sẽ giới thiệu cho anh em. Đó chính là mod này có tên là item size đấy, từ đấy. Thì cái mod này nhá, nó sẽ chỉnh được cái kích cỡ của item chúng ta giữ này đấy, chúng ta giữ nó sẽ chúng ta sẽ chỉnh được chỉnh như thế nào đây, chúng ta giới thiệu cho anh em luôn. Đến với cái đầu tiên đó chính là kích cỡ của item. Nghe rất là dễ hiểu, chúng ta chỉ cần boom đấy, kiểu vậy, tăng được kích cỡ của nó lên. Ở phần dưới này XYZ đây, anh em học hình thì anh em sẽ biết x là trục hoành đúng không, đó thì nó sẽ đi ngang đi sang ngang đi lên, còn y đi lên đi xuống. Ok, đến cái z này thì nó là đi xa ra. Ok, cái phần dưới này, cái phần này là cái kiểu item nó xoay xoay đó, xoay lên xoay xuống, trái xoay dọc. Và tiếp theo đó chính là item swing, item đó kiểu vung, tốc độ vung anh em, tốc độ max đấy, nó bị nhặng như thế để vào game đó mọi người. Lắc thế mẹ mày. Từ wow, chuyên cầm cái kiếm khổng lồ anh em ạ. Trời ơi, ui vãi, đúng là nhìn thấy cái block luôn á. Rớt luôn. Ấy, giường mình mà. Ok, item rất là to như này. Nó tớ đó. Wow, shit. Hack nha. Từ giờ chun không nhìn được gì nào. Má như kiểu cầm kiếm đồ chơi ấy. Không vậy. Ok, rất là bé xíu cho xíu. Bạn ơi, đọ kiếm bông bạn, đọ kiếm ấy, kiếm ấy. Nửa máu. Mình có cái sao nhỉ, mình có cái xoay của nó đúng không? À, cầm kiếm ngược đánh nhau ấy, ngầu ấy rồi. Tao cầm lưỡi kiếm để tao đánh nhau ấy. Tao hit nó bằng chuôi kiếm. Tí chết để sẽ tôi bỏ giường thôi. Ôi. Tôi đang cầm trước mặt này. Nó giống cái video hậu item một chút nhỉ. Cái này giống kiểu chia ra mọi người ở đấy, kiểu tự vệ mới có cái nữa là chúng ta chứ nghịch là cái swing speed này đúng không, ở đó nó sẽ what the fuck như rất là thú vị, rất là thú vị. Hello boy, đừng oh shit no, làm gì á, cúc từ từ để tao đi một cúp đã, từ tao bảo từ một cúp đã. Ok, bình tĩnh thôi mà. Rồi vùng chậm nhá này. Ish, má tôi bị cái gì ấy, bị hài hước thật. What the fuck, tao đánh nhanh hơn mày, nghĩa là tao đánh nhặt đau hơn mày. Hả? Chưa. Ok, đó là cái yeah. Thì anh em đến với video này là để xem Chun biến thành cheater đúng không? Đó, nhưng không. Chun sẽ chỉ hướng dẫn anh em cách để trông giống thôi, chứ Chun không hướng dẫn anh em cách để cheat đâu.
Thì em thấy những mấy đứa mà cheat ở đấy thì item người ta để rất là bé mấy cả xa này đấy, thì chú có thể là chú có thể làm luôn phát cái giường bị ngược để xa ra cho bé item lại đấy, thấy đâu rất là dễ phải không ạ, cho để cao lên tí nhìn cho nó giống. Chú thấy là người ta vung rất là chậm, 0,5 ở tầm 0,5 à, quên mất một điều à, từ từ đâu rồi, đây rồi đó, ui trời ơi này thì ai bảo là fake hay rồi, sao chúng ta chỉ cần phóng cái này lên bật luôn cả POV luôn ấy, ui rồi nhớ thử luôn. Ở chúng sẽ bật thử bật thêm cái hitbox này, cái hitbox này đấy, nhìn khác thì hacker à, nhìn khác thì cheater đâu. What the đừng má hack grill má hack chạy 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 này ơi à, chỉ thế rồi. Wow. Ok, chú sẽ thử là hôm nay chú sẽ thử livestream lên trên kênh của chú xem phản ứng của anh em thế nào nhá. Ok. Go. Play đi tứ. Đông đông yes, phải có skibidi đâu nhỉ, đâu nhỉ? Đầu lắm mà không hay hack tí coi đồ đây ơi. Hello mọi người nhá, hôm nay chúng ta chun thực ra là chun là hack, chun là cheater lỏ anh em ạ, và chun tí cho anh em xem. Mày ơi, chết. Hack đói. Hack đói. Đừng report mọi người. Oh shit, not good. Chun đùa thôi. Mày đâu phải hack đâu. Wow. Oh shit. My shit. Đây rồi. Wow, chưa phát được. Thôi chết. Mình phải làm được một chiến thắng mọi người. Rồi mày vô đây. Holy shit. Tôi vừa làm gì đấy? Khủng khiếp, đúng hack rồi, chun hack rồi anh em ạ. Oh my god. Chứ nói thật một tí là đây là content anh em ạ. Ở chun mới kiếm được content từ cái mod của Balen xong ấy. Và hiện tại chun đang làm chun đang livestream để chun làm content á. Đấy. Nên là anh em có thể chào YouTube phát đấy. Chào U nha. Anh có thể chào YouTube để chun cho lên video nào. Chúng nay tao xài hack cho mình xem mà. Ai. What the fuck? Anh em chat ít thế này chú không cho lên được đâu. Anh em chat nhiều vào. Đi đây anh em chat đông đông chú. Thằng nào đổi tiếng đúng với tao hả? Trời ơi. Oh my god. Mày hack rồi. Hay rồi, thằng này hack nhiều tiền hơn chú rồi. Ba.
chung là nói chung là chung cho anh em tí thôi, để chung từ từ chung bật nhẹ nhàng cái chung đây là content tí anh em ạ, content xíu.